Rồi bây giờ sẽ tiếp tục chạy tiếp nha. Đi thu hoạch tiền tiếp các bạn ơi. Sẽ chọn màu con màu quái vật màu tím này. Rồi, tiến lên. Sẽ chọn chọn cô gái đây nha, cô gái. Rồi, tiếp theo chọn con chim màu đỏ. Rồi, chọn cô gái nữa, hai cô gái luôn. Ho ho. Cô gái này có 2 sao luôn các bạn ơi. Wow, hai cô gái hợp thể lại thành cái một cô gái màu vàng quá dữ. Rồi. Tiến lên, mình sẽ chọn cô gái màu vàng đi chiến đấu thử xem mạnh không nha các bạn. Đây, tiến lên, vô ngay giữa đi. Chọn con chim màu đỏ nha. Quái vật màu đỏ luôn, màu hồng luôn. Rồi, tiến lên. Búp, 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 búp. Ôi trời, quái vật màu hồng yếu quá. Rồi, bây giờ tiếp tục màn số 5 nha. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi thu thập đồng tiền tiền vàng tiền. Ôi, chọn con hút ghi nè. Hộp tiền màu xanh lá cây. Ồ, chọn mami lông lét luôn. Mami lông lét thì hút ghi là hai chiến binh dữ dội nha các bạn. Hai chiến binh mình mẹ chọn cái sư tử đỏ luôn. Ôi, né qua, né cái gai gai à. Phải chọn hút, ôi, mami lông lét nữa. Ồ, hai mami lông lét hợp thành mami lông lét màu vàng luôn. Hoàng kim, thành mami lông lét của hoàng kim luôn. Rồi, mình sẽ chọn mami lông lét hoàng kim đánh tiêu diệt cái tội. Bây giờ hình như đánh với boss luôn các bạn ơi. Đánh với boss ba người cùng hợp sức đánh boss này. Ấy, húp, ui ui, đánh boss. Ồ, boss đã xỉu các bạn ơi. Yeah, chắc rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục màn số 6 đây. Mình sẽ chọn test đi, gấu test đi là boss nãy mình mới tiêu diệt xong, bây giờ là thuộc hạ của mình rồi. Lấy được một cái chìa khóa luôn. Chọn quái vật màu đỏ hồng nè. Ồ, chọn cái quái vật màu tím. Và giá quái vật Blood Thing màu đen luôn. Chọn anh em mình đủ màu hết nha các bạn. Muốn màu gì cũng có hết trơn. Rồi, giờ đánh chiến đấu nè. Chọn màu đen nè. Quái vật Teddy nè. Và quái vật màu tím nè. Quái vật màu hồng nãy đánh yếu quá. Mình sẽ không chọn. Ôi, quái vật màu tím của mình cũng xỉu luôn rồi. Màu hồng với màu tím yếu quá nha. Rồi, tiếp tục rồi, né cái búa đập đập ra nha. Ô, chọn cô gái màu đỏ này đi. Hey, chọn bạn Green Boy này. Ồ, có dương miệng đợi luôn nha. Bây giờ sẽ chọn gấu Teddy đi. Gấu Teddy đi mạnh lắm nè. Ô, né cái đó ra nha. Ô, cẩn thận. Né cái gai gai ra, mình sẽ cho hai bạn Green Boy hợp sức lại ra thành Green Boy màu vàng không? Hoàng kim không? Wow, quá dữ luôn. Bây giờ sẽ chọn cái Game Boy hoàng kim chiến đấu luôn nha các bạn. Bên đây gấu Teddy nè, bên đây là cô gái màu đỏ nè. Tiến lên. Hấp 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 hấp. Ô, thôi, mình đã chiến thắng ba ba anh em mình đã chiến thắng hết đối thủ luôn các bạn ơi, không ai thua hết trơn á. Dữ quá.